đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Tiền Năm Nét. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, hồi 1 giờ ngày 24 tháng 10, cơn bão Trà My có vị trí tâm ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 122,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tương đương 75-102 km/h, giật cấp 12. Bão Trà My đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Truyền thông Philippines dẫn nguồn từ Cơ quan Kiểm soát và Giảm nhẹ rủi ro thảm họa quốc gia Philippines NDRMC cho biết tính đến 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10, đã có khoảng gần 400.000 người tại quốc gia này chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan trước khi bão Trà My đổ bộ. Theo hãng tin Reuters của Anh, ít nhất 14 người đã thiệt mạng tại Philippines khi bão Trà My gây ngập lụt các ngôi làng, làm ngập các con sông và buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi bão tiến gần đến bờ biển phía đông. Bão Trà My gợi ám ảnh bão Yagi, cơn bão đã tàn phá nặng nề Philippines hồi đầu tháng 9. Ngày 23 tháng 10, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chỉ đạo ứng phó bão Trà My đổ bộ vào tỉnh Isabela. Tổng thống Philippines nói trong cuộc họp ứng phó bão, "Tôi e rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, chúng ta hãy cùng chuẩn bị. Lượng nước là chưa từng có, chúng ta nên theo dõi chặt chẽ." Bão Trà My đã đổ mưa lớn xuống khu vực miền Trung Bicol, Philippines vào ngày 22 tháng 10, buộc hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa khi nước lũ dâng cao tới tận mái nhà gỗ. Một viên chức phụ trách thảm họa cho biết, các con sông đã tràn bờ và gây ra lũ quét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam dự báo, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, sau có khả năng đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm lại. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, tương đương từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão 5 đến 7 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 24 tháng 10, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cơ quan khí tượng dự báo ngày và đêm 25 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Tây Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngày 23 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo chủ động ứng phó với bão Trà My gần Biển Đông. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau, bao gồm vùng biển thành phố Hồ Chí Minh, có gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, giật cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 2,5 m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền hoạt động trên sông, biển, cảng biển, theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của bão qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Chi cục Thủy sản, Đài thông tin Duyên hải thành phố thường xuyên thông báo đến các phương tiện, tàu thuyền về đường đi của cơn bão để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm trong vòng 72 giờ tới. Các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp. Kịp thời thông tin, báo cáo những tình huống bất lợi về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh.
Hồi 13 giờ chiều ngày 23 tháng 10, cơn bão có tên tiếng Việt là Trà My có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 123,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 đến 20 km/h trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông và đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía đông khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía đông khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 10, bão di chuyển theo phía Tây với tốc độ 15 đến 20 km/h trên vùng biển phía đông bắc khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam và di chuyển chậm lại. Do tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ gần sáng ngày 24 tháng 10, gió tăng lên cấp 8, 62 đến 74 km/h. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, 75 đến 102 km/h, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Vùng gần tâm bão từ 5 đến 7 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Vết nứt lớn kéo dài trên ngọn đồi cao thuộc xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng khiến người dân bất an vì nguy cơ sạt lở đất, nhất là vào thời điểm có mưa lớn diễn ra liên tục như hiện nay. Ngày 23 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường vết nứt thành rãnh sâu chia đôi quả đồi ở thôn 4, xã Lộc Tân. Theo ghi nhận, trên ngọn đồi có vết nứt rộng khoảng 1,5 m, chạy dài hàng trăm mét từ đỉnh xuống chân đồi. Quanh khu vực có vài điểm sạt lở nhỏ, nhiều tảng đá mồ côi nặng hàng chục tấn nằm chênh vênh, nguy cơ đổ xuống bên dưới khu vực xóm cốc bất cứ lúc nào. Ông Đặng Văn Hân ở thôn 4 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xóm cốc có khoảng 20 hộ dân sinh sống. Hàng ngày, khu vực này còn có rất nhiều người đến thu hoạch chè và đi lại trên con đường dưới chân đồi. Khi phát hiện quả đồi bị xẻ rãnh sâu, người dân thấp thỏm lo lắng, nguy cơ sạt lở, nguy hiểm tính mạng. Tại hiện trường, nhiều vách ta luy sát đường, nhiều tảng đá mồ côi lớn hàng chục tấn sạt xuống, kéo theo sạt lở đất gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông ngang qua. Ngoài ra, trên tuyến đường ở Buôn Ba Kẻ, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo và thực hiện các biện pháp đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Trong khi đó, tại tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài sau bão số 3, số 4 đã làm đất đá phần mái dốc ta luy chân núi Pha Kham tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 60m, chiều cao hơn 20m. Làm vùi lấp sập đổ hoàn toàn khu nhà vệ sinh bể nước và tràn vào khu vực sân của trường trung học cơ sở Sơn Hà. Đất đá còn tràn xuống đến tường phía sau nhà văn hóa trong khuôn viên công sở xã Sơn Hà. Phần mái dốc và ta luy chân núi Pha Kham phía sau cụm công trình trường mầm non Sơn Hà, trường tiểu học Sơn Hà, trường trung học cơ sở Sơn Hà, công sở và nhà văn hóa xã Sơn Hà còn xuất hiện các vết nứt, khối đá mồ côi, tảng lăn. Trước diễn biến bất thường phức tạp của thời tiết, nguy cơ tiếp tục sạt lở tại khu vực núi Pha Kham, bản Hạ, xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn là rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của hơn 600 người, công trình, tài sản của nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi Pha Kham, giao Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Đồng thời, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khoanh vùng, lập rào chắn, cử người canh gác 24 trên 24 giờ tại khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở, không để người phương tiện đi vào các khu vực nguy hiểm.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là di dời người dân khi có tình huống xảy ra, gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Một vụ cháy đã xảy ra tại chùa Phổ Quang có niên đại hơn 800 tuổi trên địa bàn xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ở chùa Phổ Quang, tên thường gọi là chùa Xuân Lũng. Theo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10, chùa Phổ Quang xã Xuân Lũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, nhà chùa chính quyền địa phương thông báo các cơ quan chức năng. Ít phút sau, Công an huyện Lâm Thao, Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chùa chính bị hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra xác minh nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Chùa Phổ Quang là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được nhà nước công nhận tại quyết định số 92 năm 1980 của Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Chùa Phổ Quang được xây dựng từ hơn 800 năm trước, còn lưu giữ được nhiều di vật cổ vật có giá trị. Đặc biệt là chiếc bệ đá hoa sen, một công trình nghệ thuật điêu luyện cổ từ đời Trần thế kỷ 14, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021. Trong một diễn biến có liên quan, trên quốc lộ 6, đoạn qua địa phận huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, vừa xảy ra vụ cháy xe đầu kéo. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào hồi 1 giờ 5 phút ngày 23 tháng 10 tại km 127+300 quốc lộ 6, đoạn thuộc địa phận xóm Tòng, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 26H00458 kéo theo rơ móc biển số 26R00746 chở xi măng đang di chuyển theo hướng đi Hà Nội-Sơn La. Trước đó do tài xế sử dụng phanh nhiều dẫn đến hệ thống phanh mất hiệu lực, nên đã điều khiển xe vào đường lánh nạn tại lý trình trên để tránh. Trong quá trình điều khiển, xe bị đổ nghiêng về sườn trái, tạo ma sát lớn gây cháy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, xe đầu kéo và phần rơ móc bị cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp công an huyện Mai Châu và huy động lực lượng khác dập tắt đám cháy, phân luồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đến khoảng 3 giờ 20 phút ngày 23 tháng 10, đám cháy cơ bản được dập tắt. Trước đó vào ngày 22 tháng 10, một chiếc xe đầu kéo cũng bất ngờ bốc cháy trên tuyến quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút ngày 22 tháng 10 tại km 135+300 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Vắt, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm đó, xe đầu kéo biển kiểm soát 17H00256, rơ móc biển kiểm soát 17R00788 đang di chuyển theo hướng Sơn La Hòa Bình thì bất ngờ bị bốc cháy phần rơ móc xe. Ngay khi phát hiện, tài xế đã dừng xe và tiến hành tháo phần đầu kéo ra khỏi phần rơ móc. Tiếp nhận tin báo, các lực lượng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành dập tắt đám cháy, điều tiết và phân luồng phương tiện để tránh ùn tắc. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do bó phanh gây sinh nhiệt, phát sinh cháy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!